Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn trên màn hình giữa của quý vị và các bạn đang xem là buổi chương thuật trực tiếp giữa hai đội Real Tomama gặp FC Nghệ Tĩnh. Ở trận đấu này, Real Tomama mặc quần áo đồng phục là màu xanh bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái, và FC Nghệ Tĩnh mặc còn đồng phục quần áo màu đỏ bảo vệ cầu gôn bên phía tay phải. Trọng tài đã kết còi, quyền giao bóng thuộc về các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Trận đấu giải trước đó thì FC VNFC đang có lợi thế là 3 điểm trước trận đấu với bàn thắng là 2-0 với các cầu thủ FC Coca. Bóng ở trong chân các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Mới bắt đầu hiệp đấu, chúng ta có thể thấy nhiệt độ của các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh triển khai là rất nhanh. Hình như họ cũng đang muốn có một bàn thắng để lấy tinh thần cho các cầu thủ. Minh Đạt không được, pha chuyền bóng lỗi của thủ môn Minh Tân. Quý Dương tài đã ra quầy tiếp tục trận đấu, chỉ bóng lên cho Đinh Tùng không được. Cũng đạt Quý Dương, chỉ bóng cho Đinh Tùng không được. Một nỗ lực đón bóng của Đinh Tùng, thế nhưng đường truyền là khá sâu và mạnh. Chúng ta có thể thấy trong trận đấu này ban huấn luyện các bên của Real Toma đã thực hiện sự thay đổi ở đôi cánh thiên thần, đó là sự góp mặt của Đình Tùng bên phía cánh trái và Quý Dương bên cánh phải. Rất bất ngờ, Quý Dương đã lấy được bóng, Đình Tùng vào không được, rất tiếc. Pha tranh chấp rất tốt của Đình Tùng, thế nhưng pha chạm bóng của anh đẩy bóng vào đúng cột dọc của cầu môn bên phía FC Nghệ Tĩnh. Chúng ta vừa nhắc đến đôi cánh thiên thần thì đôi cánh thiên thần đã trả lời bằng một pha phối hợp. Dường như đúng ngày đẹp trời, có lẽ nào đôi cánh thiên thần của chúng ta có thể bay rất cao. Quý Dương không được. Những đường truyền là rất đẹp và sắc bén. Dường như đây sẽ là một mối lo của các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Nhiều chẳng đôi cánh thiên thần của Real Toma sẽ bay cao trong trận đấu ngày nay. Quý Dương, các cầu thủ Real Toma. Cúc Đạt, Mạnh Cường, Cường Đô Lạ xuất binh dành cho Real Toma. Quý Dương pha sút là khá nhẹ, Văn Hình tranh chấp bóng không được. Đội bạn phản công, không có gì nguy hiểm. Cũng đạt đã lấy được bóng. Hiền tách ở bên Hiền. Văn Hiền pha nỗ lực cản phá bóng rất tốt của cầu thủ áo số 68 bên FC Nghệ Tĩnh. Bình dành cho Real Toma. Chỉ bóng về cho Minh Tân. Mạnh Cường, Quý Dương, Văn Huy không được. Phạt góc dành cho cầu thủ Real Toma FC. Chơi đến gì đến ông ba gì gì à thế gì thế gì phạt góc cho Real Toma. Quý Dương chỉ đặt là người băng lên để đón bóng nhưng không được. Đưa bóng lên không được. Các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh vẫn đang tỏ ra rất bình tĩnh.
Pha lấy bóng rất tốt của cầu thủ bên FC Nghệ Tĩnh. Cầu vệ của Đen thôi mà vẫn tỏ ra hoạt động rất tốt. Văn Hiền là người đang thực hiện áp sát bên đội bạn. Mạnh Tùng đón bóng nào, không có cầu thủ nào đón bóng trong khoảng trống vừa rồi. Đội bạn bứt tốc và bứt tốc rất nhanh và có một phần nào đó khá nguy hiểm dành cho thủ môn Minh Tân. Đánh đầu và lắc đầu rất điều nghề của Văn Hiền, thế nhưng đường bóng đi là hơi cao, vẫn chưa có bàn thắng dành cho Real Tomama. Số 10 Văn Hiền, cầu thủ lãnh sướng hàng công trong trận đấu ngày hôm nay của Real Tomama FC. Dường như anh đang gặp vấn đề về đầu gối của mình sau pha tranh chấp vừa rồi. Spin dành cho FC Nghệ Tĩnh, người vừa tung ra cú cản phá bằng đầu vừa rồi là Chí Đạt. Bóng đã chạm tay Văn Hiền trong tình huống không chế bóng bước 1 vừa rồi. Hai đội vẫn đang rất bình tĩnh triển khai các lối đá sở trường của mình. Trong những lúc bình tĩnh như thế này vẫn luôn nấp đằng sau là những mưu đồ toan tính nhằm kiếm được bàn thắng đầu tiên. Dường như bóng đã chạm tay thủ môn Minh Tân. Sân nhà Toda là một chiến địa bất khả xâm phạm với các cầu thủ chủ nhà Real Tomama FC. Theo thống kê gần nhất thì các trận đấu của năm 2021, các cầu thủ Real Tomama FC đang giữ thành tích bất bại trên thánh địa Toda của mình. Liệu trong trận đấu ngày hôm nay thành tích ấy có thể lối dài hơn chăng nữa? Và trọng tài rất cường luôn ạ. Chút nào không được. Và giữ bóng không được như ý muốn của Mạnh Cường. Quý Dương. Quý Dương vẫn qua người rất tốt. Còn Quý Dương rất kỹ thuật. Đã có lỗi. Số 14 Quý Dương, đội trưởng của Real Tomama, sở hữu một thân hình nhỏ con nhưng anh có kỹ thuật và khối óc rất tinh xảo. Một trong những cầu thủ được coi là đắt giá nhất của Real Tomama. Một pha sút bóng nhắm thẳng vào thủ môn đối phương. Vẫn là Quý Dương đưa bóng vào. Và cản phá bóng bằng đầu của cầu thủ áo số 16 bên FC Nghệ Tĩnh. Minh Tân. Bóng đã đi ra ngoài vạch biên. Mạnh Tùng là người thực hiện sút biên. Các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh đã có bóng rồi. Quý Dương là người vừa lùi về kịp thời. Chúng ta có thể thấy do thời tiết khá lạnh, thế nên các cổ động viên đang núp bớt về phía sau của khán đài. Mặc dù đã sang tháng 3 thế nhưng thời tiết bên này khá khắc nghiệt. Dù là khắc nghiệt thế đấy nhưng tinh thần và sức khỏe của các cầu thủ vẫn luôn duy trì một cách tốt nhất. Đánh đầu nào? Không được. Pha đánh đầu. Vừa thực hiện pha đánh đầu đó là Cường Đôn ạ. Trước khi phiên Mạnh Tùng chuyển nhượng mùa đông khép lại thì ban huấn luyện đã kịp đưa anh về sân của đội chủ quản Real Tomama FC. Không được rồi. Anh hứa hẹn sẽ là một làn gió mới. Và khá rất tốt của các cầu thủ bên Real Tomama. Vâng, tuy nhiệt độ trận đấu không triển khai nhanh như trong trận đấu trước chúng ta vừa xem, thế nhưng kỹ thuật và lối đá của các cầu thủ là rất đẹp mắt. Đình công
pha chuyền bóng không được đẹp của Đình Tùng. Đội bạn nó có bóng rồi, nguy hiểm. Rất may là cầu thủ số 10 bên FC Nghệ Tĩnh đã không tận dụng tốt được tình huống vừa rồi. Thêm một bài học dành cho hàng hậu vệ bên FC Real Tomama. Hàng thủ của Real Tomama FC dường như đang gặp lỗi về vị trí. Bạn Hiền chưa có sự gắn kết. Các đường lên bóng vẫn chưa được mạnh lạc. Nguy hiểm rồi, rất vào. Vẫn chưa có bàn thắng. Cho FC Nghệ Tĩnh dường như cái duyên với bàn thắng vẫn chưa đến với họ. Chí Đạt anh đã rất xuất sắc phá bóng ngay trên vạch vôi của thủ môn Minh Tân, cứu thua một bàn thua trông thấy cho đội chủ nhà Real Tomama FC. Vâng, hoạt động tinh thần của Real Tomama và cũng rất hoan nghênh tinh thần của các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Đã triển khai rất nhiều những điểm yếu mà Real Tomama mắc phải. Liên tục là những pha đánh mất bóng bên phần phía sân nhà rất nguy hiểm của các cầu thủ hậu vệ bên phía Real Tomama FC. Phong Minh Tân hôm nay sẽ phải hoạt động gần như 100% công suất của mình. Đình Tùng, Chí Đạt, Mạnh Cường. Cơ mặt ra Duy ơi, đá đi. Chỉ bóng cho Quý Dương. Đình Tùng. Bạn gì? Không được rồi. Pha chuyển bóng có ý đồ vượt tuyến dành cho Quý Dương, thế nhưng là khá nhẹ. Rất đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Đã có 3 cầu thủ tấn công của Real Tomama FC tham gia tình huống bóng vừa rồi, rất tiếc. Là đường chuyền cuối cùng của Tùng Bò, con gà son của Real Tomama FC đã không đến chân được đồng đội. Và ngày hôm qua trước khi tham giải đấu, anh có tâm sự với chúng tôi rằng vợ anh đã nấu cho anh một bát om thịt rùa. Và ngày hôm nay thịt rùa với anh có phát huy tác dụng hay không? Quý Dương rất đáng tiếc phải chọc khe cho. Những pha phối hợp của Real Tomama dường như vẫn đang thiếu một người có thể điểm đón được những điểm bóng cuối cùng. Dù ý đồ là nhắm thẳng vào phía thủ môn bên đội bạn, thế nhưng cũng rất cần phải có một người đón được điểm đón cuối cùng đấy để đưa ra một cú sút. Những cái giây phút này tôi lại nhớ đến Thế Quốc. Vâng, một cầu thủ phải nói là rất đa tài. Bóng đang trong chân các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Vâng, có bị bên ngoài đường biết tôi đã nhìn thấy sự khởi động của Văn Trang. Văn Trang trong giải đấu lần này anh sẽ tham gia thi đấu cho cầu thủ Nghệ Tĩnh FC quê hương của anh. Văn Trang cũng là cầu thủ đã từng ăn tập và sinh hoạt cùng Real Tomama FC trong một thời gian dài. Hôm nay anh sẽ quay trở lại để đối đầu với đội bóng cũ của mình. Đình Tùng. Rất kỹ thuật. Bắn lên, sút ra. Một pha phối hợp như trong sách giáo khoa của cầu thủ Real Tomama FC. Rất tiếc là pha dứt điểm cuối cùng của Văn Hiền không chiến thắng được thủ môn của
Nghệ Tĩnh FC. Vâng, và đáp lại pha phối hợp xuất sắc thì là một pha thể hiện rất xuất sắc của thủ môn bên FC Nghệ Tĩnh. Chỉ đạt, không được. Chúng ta có thể thấy rằng những pha chia bài và đặt Quý Dương đội vào những tình huống rất thích hợp của đội trưởng Quý Dương. Anh sẽ yêu bộ không? Chiến thuật, tư duy chiến thuật đầy tinh quái. Và sự già dơ và kinh nghiệm của mình. Hai đội vẫn đang triển khai rất thận trọng lối đá của mình. Cường đấu lạ. Chọc khe chưa? Là cường. Văn Hiên nào? Rất thương. Một pha phối hợp làm ý đồ chuyền bóng cho Thế Duy, thế nhưng cầu thủ áo số 15 bên đội bạn đã bắt được ý đồ của Real Tomama. Liên tục là những pha ăn miếng trả miếng. Ban huấn luyện vẫn đang đặt niềm tin rất lớn vào Văn Hiền. Quý Dương, liệu anh có thể đáp lại được sự kỳ vọng của ban huấn luyện hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem. Minh Tân. Minh Tân đã băng lên cả pha bóng kịp thời. Sau những phút đầu nhập cuộc hơi chênh choạng, dường như Real Tomama đã bắt nhịp được trận đấu. Chí Đạt. Quý Dương. Không được. Hiền ơi, giạt biên ít thôi Hiền ơi. Á trung phong đừng giạt biên thế. Thế gì? Quý Dương, không được. Tình Tùng áp sát, không được. Pha qua người rất tốt của cầu thủ áo số 18 bên FC Nghệ Tĩnh. Cố gắng một pha sút biên dành cho FC Nghệ Tĩnh. Trong khuôn khổ của giải bóng đá giao hữu Real Tomama Cup 2021, một trận đấu sẽ diễn ra 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Quý vị và các bạn đang theo dõi những diễn biến chính trong hiệp 1 của trận đấu giữa chủ nhà Real Tomama FC gặp Nghệ Tĩnh FC. Tỷ số hiện tại là 0-0. Giải thưởng Tomama Cup là một giải đấu thường niên mở vào hàng năm. Cái chế của công ty bất động sản Tomama nhằm khởi tạo tinh thần đoàn kết và tinh thần thể thao của cộng đồng người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản. Cảm ơn công ty Tomama luôn là một nhà tài trợ vàng và mang đến lại một giải đấu hết sức hấp dẫn và ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Quý Dương. Thế gì? Văn Hiền. Vẫn là Văn Hiền, không được rồi. Đã có lỗi. Tổng đài đã báo lỗi. Xuất phạt dành cho FC Nghệ Tĩnh. Chí Đạt. Trọng tài đã nhìn đồng hồ. Trận đấu đang bước sang phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Số hiện tại vẫn đang là 0-0. Là Chí Đạt đưa bóng lên. Rất nhiều các tình huống. Anh Cường. Đình Tùng nào? Không được. Chí Đạt. Sút xa. Và sút xa rất tốt của Chí Đạt, thế nhưng bóng đi khá cao. Văn Hiền, không được. Hai đội ngày hôm nay vẫn tỏ ra chưa có gì với bàn thắng. Rất nhiều những tình huống đẹp mắt. Rất may cái đầu có cầu thủ bên đội bạn lóc không đúng hướng. Quý Hiền ơi.
đầu của anh ta lắc không đúng hướng thì bây giờ anh ta đã lắc đúng hướng rồi. Rất tiếc đã có một bàn thắng dành cho FC Nghệ Tĩnh ở những phút cuối cùng của trận đấu. Rất đáng tiếc những phút cuối cùng các cầu thủ Đài Loan Thomas FC đã không duy trì được sự tập trung của mình. Chí Đạt. Đấu đang bước vào những phút đấu bù giờ. Thế Duy không được. Vâng, cũng là lúc trọng tài thở ngoài kết thúc trận đấu thứ nhất giữa hai đội FC Real Tobama gặp FC Nghệ Tĩnh. Ở những phút cuối cùng, các cầu thủ của FC Nghệ Tĩnh đã có một bàn thắng bằng một cú đánh đầu rất đẹp mắt. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại hiệp 2 sau ít phút quảng cáo. Đang. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn trên màn hình của quý vị và các bạn là hiệp đấu thứ hai giữa hai đội Real Toma gặp FC Nghệ Tĩnh. Hiệp đấu thứ hai này Real Toma thay đổi bảo vệ cầu gôn bên phía tay phải và FC Nghệ Tĩnh bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái. Trong hiệp đấu thứ nhất thì FC Nghệ Tĩnh đã có một bàn thắng vào những phút cuối cùng do một bàn đánh đầu rất đẹp của cầu thủ bên đội bạn. Bước sang hiệp hai của trận đấu này, Real Toma FC đã có những hai sự thay đổi người vào sân, đó là Phí Vĩnh Long, cầu thủ mang áo số 12. Không được. Và cơn ốc đường biên Tuấn Anh. Một pha sút xa mất bóng của cầu thủ Thế Duy. Không những xa mà rất cao. Nghệ Tĩnh FC cũng đã có những sự thay đổi của riêng mình. Số 14 Văn Trang đã vào sân. Đây là một cầu thủ khá nguy hiểm. Anh đã thi đấu cùng Real Antoma trong thời gian rất dài và anh em hiểu những cầu thủ của Real Antoma. Dường như điểm mạnh thế yếu của Antoma, Văn Trang có thể nắm bắt được rất rõ. Bởi anh là một cầu thủ trước đây đã từng ăn tập rất thường xuyên với Real Antoma. Chí Đạt. Đình Tùng. Không được. Hai của trận đấu này Đình Tùng đã được đồn lên vị trí trung phong. Với sự tinh quái của mình, nếu anh có thể giúp trận đấu trở lại vạch cân bằng hay không. Một cầu thủ hào hoa. Đình Tùng. Quý Tùng. Đình Tùng, Quý Dương, vào đâu, không được. Rất tiếc, thêm một cú sút bóng bay trúng vào cột đăng của cung thành bên phía FC Nghệ Tĩnh. Và phối hợp chuẩn đến từng cm, rất tiếc là Sáng Ngang đã từ chối bàn thắng vừa rồi. Được. Dường như cái đèn vẫn chưa đi qua với các cầu thủ Real Toma. Nếu đó là một bàn thắng thì tôi nghĩ rằng nó là xứng đáng một bàn đẹp nhất của giải đấu ngày hôm nay. Rất nhiệt tình, sức trẻ của Tuấn Anh. Anh năm nay mới chỉ ở độ tuổi 20. Mặt trăng. Nguy hiểm. Rất may bóng đi chạch ra phía bên ngoài. Chúng ta có thể thấy được sự nguy hiểm của Văn Trang, cầu thủ mang áo số 14 này. Cho đồng đội. Rento mà, căng lên. Đánh đầu của Quý Dương, thế nhưng tới là không thể đặt tới bóng vừa rồi. Hiệp 2 đang được các cầu thủ đẩy lên rất cao với mong muốn tìm thắng, tìm kiếm bàn gỡ, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Và dường như đã có một cầu thủ bên FC Nghệ Tĩnh bị đau. Trọng tài đã rút thẻ vàng. Xuất phạt dành cho FC Nghệ Tĩnh. Vâng, bạn cha đang thi thầm. Một cầu thủ am hiểu rất nhiều về Real Toma. Đình Tùng đã bán được ghế trong tình huống bóng vừa rồi. Vâng, có quyết giày, có móng tay nhọn. Anh hiểu tôi thì tôi hiểu anh. Gần như đấy là một pha rất hiểu của Đình Tùng đối với bạn cha. Quý Dương, áp sát.
Đình Thông. Cắm băng. Số 1 đâu? Không. Đình Thông. Cắm băng. Số 1 đâu? Không. Hắn Long. Đã lần thứ 3 rồi, bóng bay đúng vào sà ngang. Chỉ trong 2 phút của hiệp 2, bóng đã 2 lần tìm đến sà ngang. Rất đáng tiếc. Không biết ngày hôm qua Đình Tùng là người đã ăn dù hay là ăn mực. Quý Dương. Thế gì? Quá người rất tốt. Không được rồi. Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh. Quý Dương. Không được rồi. Thủ áo số 10 bên đội bạn đã cắt bóng. Phải là bóng lỗi của thủ môn Minh Tân. Chí Đạt. Gặp cánh vừa rồi rất tốt của Chí Đạt. Đình Tùng nào. Bắn Long. Không được. Đình Tùng. Đang bắn nó rất nhiều. Không, Long ơi. Không được. Rất tiếc vì mình Long ngày hôm nay đi theo anh là một bóng hồng, đi theo thanh đường này không thể có một bàn thắng dành tặng cho bóng hồng. Rất đáng tiếc, vẫn không ngôn trống. Các cầu thủ đen Toma lên chất chịu hơn những tình huống cơ hội của mình. Những trả lời của cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Những cơ hội đến rất rõ ràng, thế nhưng không hiểu sao anh Phương ạ, vẫn chưa có một bàn thắng. Chí Đạt. Sự phung phí rất nhiều cơ hội trong trận đấu ngày hôm nay. Ê, đi hết đồng minh tập. Ở những giải đấu như thế này, những bàn thắng dường như là một cơ hội vàng. Chỉ cần có chiếc bàn nữa thôi, lợi thế đi đến những trận chung kết là rất lớn. Đi Long. Không được. Nguy hiểm. Rất may vẫn không có bàn thắng xảy ra. Đã có lỗi. Thủ môn Minh Tâm rất xuất sắc. Cầu thủ BNFC Nghệ Tĩnh đã bị phạm lỗi. Và người phạm lỗi là Thế Duy. Và chúng ta có thể quan sát được ở giải thương Tô Mao cũng lần này bốn đội bóng là những đội bóng rất xuất sắc. Nên ở những mỗi trận đấu làm những trận rất kịch tính, không thể nào mà không rời khỏi màn hình được. Đó là không thể nào rời khỏi màn hình. Tôi thì thừa mất chữ không. Bốn đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Hiện tại sau lượt đấu thứ nhất thì các cầu thủ BNFC đang dẫn đầu với tỷ số 3 bàn và 3 điểm. Bóng đã chạm đầu cầu thủ bên FC Nghệ Tĩnh. Quý Dương. Không được. Không được. Không, đạt đắp. Chí Đạt. Phá bóng ra ngoài. Vâng, một nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua. Số vẫn là 1-0 về các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Nguy hiểm rồi. Vâng, đã có bàn thắng. Bóng thứ hai bên FC Nghệ Tĩnh. Lần này thì Minh Tân không thể cứu thua nổi. Và bóng đi đúng vào góc chết của cầu gôn. Nhưng mà bóng đá luôn là như vậy, thiệt ngã của bóng đá, cơ hội nhiều không tận dụng. Vâng, Gia Tô Ma thiếu rất nỗ lực, thế
nhưng đáng tiếc cho họ ngày hôm nay. À, vậy bóng rất tuyệt đầu cầu thủ áo số 18 bên FC Nghệ Tĩnh. Quý Dương. Đình Đồng. Tuấn Anh không ngờ. Thời gian của hiệp đấu thứ hai vẫn còn rất nhiều. Vâng, hai bàn là một khoảng cách không có gì là khó khăn đối với Real Madrid lúc này. Tôi đã bình luận rất nhiều trận đấu của Real Madrid. Họ bị dẫn trước hai bàn thế nhưng họ gỡ lại cũng rất nhanh. Chỉ cần tinh thần các cầu thủ vẫn còn đó thì không có gì là không thể. Thế Duy, Quý Dương, Chí Đạt đưa bóng vào cho Tinh Tùng, không được. Và lấy bóng rất tốt của Tinh Tùng. Dựa trên kết quả bốc thăm hôm nay thì ngay sau trận đấu này kết thúc thì VNFC là đội thắng của lượt đấu thứ nhất sẽ gặp đội thua của trong lượt đấu chúng ta đang theo dõi trên màn hình. Và Quý Dương có thể thấy rằng đội thua của cặp đấu chúng ta đang theo dõi trong trận đấu này sẽ gặp rất nhiều bất lợi vì phải thi đấu hai trận đấu liên tiếp. Chí Đạt, Văn Long, Chí Đạt, cầu thủ Real Toma đang triển khai Quý Dương những pha ban bật không được. Ôi, rất tiếc, đường bóng đi là rất căng và đẹp mắt. Đá biên cho cầu thủ Real Toma sẽ Quý Dương. Thế gì? Sút xa! Vẫn không ra! Một lần nữa bóng lại vào cột dọc, hết ngang rồi lại đến dọc. Tôi đã từng tham gia bình luận rất nhiều trận đấu nhưng điều gì đang diễn ra tại trận đấu này vậy Tuyên Hoàng? Tôi cũng liên tiếp bóng tìm đến sàng ngang và cột dọc từ chối các bàn thắng của Real Toma FC. Đây đã là lần thứ tư trong trận đấu này. Có lẽ là cầu thủ đội bạn đang trồn một cái gì đó dưới chân sàng ngang, à chân cột dọc của đội bóng. Vẫn là một thứ gì đó ám ảnh cung thành bên phía đội bạn. Một bàn thắng, vâng thôi mà một bàn thắng là rất cần thiết cho cầu thủ Real Toma vào thời điểm này. Với một bàn thắng thôi thì mọi thứ sẽ trở nên rất khác biệt. Đi lên từ từ khó. Phút thứ 14. Vào những thời khắc khó khăn như này, chúng ta trông mong bản lĩnh của các cầu thủ Real Toma FC. Bản lĩnh của nhà vô địch. Nhưng đổ đến vô địch và giải đấu lần này là rất khó khăn bởi ba đội bóng của chúng ta là những đối thủ rất mạnh. Từ tiến vào đến những trận chung kết của giải Favida, một giải lớn nhất của khu vực. Đã có những tranh cãi. Sút phạt dành cho Real Toma. Quý Dương, sút xa, không được. Còn chúng ta có thể quan sát ngoài đường biên. Siêu tiền đạo Văn Quyết. Một pha sút bóng tranh đi khá lực của cầu thủ áo số 7 bên FC Nghệ Tĩnh. Ai đây? Xử lý bóng rất kỹ thuật của Tùng Bội. Tiếp mà không chế bóng cuối cùng của anh bóng đã không được đi theo ý muốn. Rất nhịp nhàng. Chí Minh Long, Văn Dị, Chí Đạt. Bóng theo chân của Chí Đạt. Trận này rất khỏe. Pha nỗ lực ngã rất cao léo của Văn Trang. Chí Minh Long, Văn Dị. Văn Dị, bóng vẫn đang trong Văn Dị, anh rất khỏe. Căng ngang. Không được rồi. Khá sát của cầu thủ số 10 bên Nghệ Tĩnh FC.
ngăn chặn pha căng ngang của Văn Duy trong đồng đội đang đợi bóng ở phía trong. Vâng, chúng ta có thể quan sát được thế lực của các cầu thủ vẫn đang rất sung sức. Thời gian còn lại của hiệp 2 không còn nhiều. Quý Dương pha volley không được như ý muốn của Thế Duy. Không nhìn về FC Nghệ Tĩnh. Chị Đạt bàn thắng mới gọi là rất bất ngờ. Bàn thắng thời ở đến thời điểm rất nhạy cảm. Tôi không kịp nói lên câu nào. Dường như tôi chỉ biết nhìn bóng bay vào gôn mà không thể thốt lên lời. Nó quá bất ngờ. Dường như vận đèn đã qua đi thôi anh Hoàng. Vâng, chỉ còn 3 phút nữa thôi. Liệu chúng ta có thể gỡ lại được hay không? Chúng ta đang cố gắng và nỗ lực để phá vỡ vận đèn thì vận này nó lại ập đến một cách rất bất ngờ. Tỷ số đang là 1-2. Thời gian còn lại của trận đấu còn rất nhiều. Cầu thủ chúng ta đang dâng cao đội hình. Quý Dương không được. Trận đấu lại tiếp tục trở lại sơ lỗi. Quý Dương, chúng ta chưa thể nói trước được điều gì. Bắt thua. Cực kỳ đáng tiếc của con bò xoăn tung bò. Một pha xoay người thế nhưng chân của anh dường như đã bị một cái gì đó kéo lại. Rất tiếc. Cơ hội rất rõ rệt của Đình Tùng. Cổ chân của anh dẻo hơn một chút nữa thôi trong tình huống bóng vừa rồi là rất có thể bóng đã làm gọn trong lưới của cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Rất đáng tiếc cho Đình Tùng. Vâng, chúng ta đang bị dẫn trước thế nhưng tinh thần của chúng ta không hề lùi bước. Một ngày thi đấu kém may, kém duyên của Đình Tùng và các đồng đội. Một bàn phản công. Bóng đã chạm tay cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Vâng, không phải. Chạm tay cầu thủ bên Real Tobama. Đó là pha đẩy sau. Tình huống đá phạt ở cửa ly rất nguy hiểm, đứng trước bóng đang là Văn Trang. Anh sẽ sút bóng luôn hay phối hợp cùng đồng đội? Tôi nghĩ là anh sẽ phối hợp. Rất nguy hiểm. Nhả bóng lại thứ hai cho đồng đội dứt điểm cực kỳ nguy hiểm của Văn Trang. Bóng vẫn trong chân của Văn Trang. Vâng, cuối cùng trọng tài đã nhìn vào đồng hồ. Rất có thể trận đấu sẽ kéo lại với tỷ số là 2-1 nghiêng về FC Nghệ Tĩnh. Rất tiếc cho các cầu thủ Real Tobama. Họ chơi gần như là trên cửa. Họ vẫn không thể kìm cho mình thêm những bàn thắng. Chặt chiều lại đây, chặt chiều lại đây Đan ơi. Với 3 lần bóng bay vào xà ngang và 1 lần bóng bay vào cột. Duy lên đi Duy ơi. Đội bàn phản công. Chí Đạt là người thực hiện đánh chặn. Quay lên, Đình Tùng, lên quả nguyên, bóng vào trong sân, vẫn là Đình Tùng. Hậu vệ Nghệ Tĩnh FC đã phá bóng ngay trên chân, trên mũi giày của Đình Tùng, phạt góc cho cầu thủ Real Tobama FC. Có thể đây là tình huống cuối cùng. Dồn hết lên đây, đá ơi, dồn hết lên đây. Cơ hội cuối cùng dành cho Real Tobama. Không được rồi. Quý Dương. Văn Long không được. Thêm một pha phạt góc. Đánh đâu không được. Vẫn là góc.
không có góc. Đi ra. Tuấn Anh. Đình Thông. Bắn lên Đình Thông. Không thấy qua được cầu thủ bên được ạ. Những nỗ lực cuối cùng của cầu thủ Đài An Thomas FC. Trọng tài đã nhìn đồng hồ. Subi dành cho Real Thomas. Đánh đầu. Vẫn chưa thể xuyên qua. Rất nỗ lực. Hoàng Khang đã rất khẩn trương đưa bóng vào cuộc. Và đánh đầu bị bới của Tuấn Anh. Vâng, trọng tài đã tới ngoài kết thúc trận đấu. Rồi rồi, Real Thomas gặp Nghệ Tĩnh FC. Chúng ta chơi với một tinh thần rất tốt và một kỹ thuật rất tốt. Thế nhưng những cơ hội của chúng ta chưa thể tận dụng tốt nhất có thể. Tuy trên cửa nhưng hy vọng đó sẽ là một bài học dành cho các cầu thủ của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi trường thuật trực tiếp của chúng tôi. Ngay sau bây giờ sẽ là trường thuật trực tiếp giữa hai đội Real Thomas và FC Vian FC. Một đội vừa giành 3 điểm nhất và một đội vừa phải bị chia 3 điểm cho đội khác. Đừng trở lại màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Ta đang tăng tàng.